Nhưng nếu không có phẩm pháp thì chúng ta sẽ rất vơ vơ ở trong cõi đời này và chúng ta sẽ không biết sẽ đi về đâu và sẽ mãi mãi ở trong bị lôi vào trong cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên bài này ca ngợi Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm, Ngài đã đến và đã chỉ cho chúng ta một lối để về. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
kính bạch đại lão hòa thượng chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý đại chúng, để góp phần hôm nay chư phạm xin trình bày nhạc phẩm Dường Xưa Lối Cũ, bài hát nói về một người con.